Mình mà mới bắt cho bé nào lạc xong, bây giờ tới bắt bé nào đậm. Thì hôm nay bà chị mình chủ nhật bà nghỉ, bà chở chở mấy mấy đứa con cũng đi đâu đi đám hay đâu cũng tiêu hết rồi, nên mình qua mình lấy cái lồng này nè, mình bỏ vô mấy đứa này qua đây mình chơi, mà mình rủ bé Mật qua chơi, mà thấy bé Mật thấy sáu đứa nó ùa ra cái nó chạy lại, bé Mật sợ quá chạy mất tiêu luôn rồi, nó trốn vô chuồng gà luôn rồi. Giờ mình thẩm cái bé nâu đậm lại, bé nâu đậm nó cũng có muốn đeo luôn các bạn, mà bé nâu đậm nó có hai móng đeo hai bên là mới ghê nè các bạn, thấy không, chân dưới chân trên nè, hai chân luôn nè, ghê không. Và mình mẩy nó nằm ở dưới vũng nước nên ướt hết trơn, lau mặt cho nó. Và nãy mình cũng mới xịt cái thằng chị bò chét, nên bây giờ cái số bò chét nó chết, nó nằm la liệt dưới đá cần hà luôn các bạn. Cái bụng của bé nào đậm này là bộ chét nằm cần hà luôn, nó nằm ở rớt cái đá cần hà luôn. Dùng cái khăn khô lau. Thà đã ngứa. Đã ngứa hả? Đã ngứa. Khô lòng mới cơ thể mới khỏe mạnh được. Không có tối ngày nằm ở dưới vũng nước này đâu. Đây là những cái đây là những con bộ chét đã bị thấm thuốc, nó nằm im rồi, nó dính, nó teo rồi luôn rồi. Còn con này bị gì sao vậy con, để kiểm tra cho chỗ nào ngứa là chỗ đó có à. Đây cha, tại mình nói là chính xác mà, chỗ nào ngứa là chỗ đó có cũng khét êm. Ồ, nó chạy tốc độ kinh. Con bà con với con bộ chét hay sao không cho bắt. Cho bắt thôi. Qua đây bắt, bên đây. Bên đây tình nằm em re nè. Nó nằm cưng ha, nằm cưng vậy nè, dễ nè. Gỡ ra là dục không à, đang cái giống gì mà cắn cái gì nó giờ từ lưa vậy ta. Mấy cái con bò chét giờ mới tới hết rồi, nó rớt ra hết rồi, có lý à, cái chai sạch này ngon à. Đây
Đây. Ủa sao mỗi lần mình xịt cái nó sẹp lép lại kìa ta, cái con bồ chép tự nhiên nó sẹp lép lại kìa ta. Ăn cái gì đâu mà cạp tới cạp lui rồi khọt khẹt từ lưa vậy. Hết tới này tới kia không biết bị gì luôn các bạn. Rồi xong cái màn lau lia kiểm tra thân thể, kiểm tra con này con kia thì bây giờ tới cái màn làm neo thôi. Con trai làm neo cũng được vậy. Nằm êm để cho làm neo nha. Cha mới học nghề nha. Đây này, có cái móng dài nhất nè. Đứng em nha. Đứng em. Sao mùa này có ếch kêu các bạn. Kêu quật 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 quật. Đấy 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 đấy. Rồi chạy chơi chơi á, đi đây. Trời ơi bé Út. Không phải bé Út. Bé cà phê sữa mình máy nó ướt nhẹp nữa rồi. Rồi đi chơi đây. Phơi khăn ra. Đừng nói cắn vào mấy bộ chét nha, nhai nha. À, có các bạn đây xịt bộ chét đầy luôn nè, đen 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 là nó luôn á. Đen là bộ chét không á, công nhận hay, thuốc mà hay. Xịt cái là ai, chỗ này ngứa phải không, kiểm tra luôn. Đâu có đâu. Đó. Cái nó ăn cơm nguội của thằng bé mặt các bạn nè. Bộ chét mình xịt xong cái nó nổi lên ra cái lông các bạn. Đây cho tha lên cho dễ ngủ nè, ngủ đi. Đi vào hồ giang đúng đơn. Ngủ đây ngủ đây. Rồi kia đói rồi, để về bọn lấy sữa cho tụi nó uống các bạn. Chơi lá đi, cha ẩm về bọn cha cho uống sữa. Chui đây làm gì? Chui vô đây làm gì? Chui vô đây làm gì? Chui vô đây là không có đường ra. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì lâu lâu cho mấy đứa này hôm nay thì nói chung chưa lâu các bạn, thì hồi đó giờ mình tụi nó mới đi qua đây đầu tiên qua nhà mình các bạn.
nhân dịp lúc gia đình bà chị mình không có ở nhà, đóng cửa nên rồi chỗ người ta ngồi đái nữa,